Tôi chợt nhận ra là tôi có nói về những loài chim bản địa trong video trước đây, và vẫn còn một giống loài Pokemon khác mà các nhà huấn luyện sẽ được tiếp xúc mỗi khi bắt đầu một tựa game mới. Đó chính là tụi Pokemon bọ bản địa. Tụi này thì cũng không quá khó để chúng ta có thể phân biệt. Thường là sẽ xuất hiện đầu game ở level rất thấp nè. Rồi tụi nó cũng có 3 cấp tiến hóa. Ở cấp giữa thì thường là một cái kén, biểu thị cho vòng đời từ ấu trùng thành nhộng rồi lột xác nè. Cấp độ tiến hóa thì cũng không quá cao, ở khoảng dưới level 20 là sẽ tiến hóa tới cấp cuối hết. Còn những bản game sau này thì một trong 3 quy tắc trên của Pokemon hệ bò bản địa cũng sẽ được loại bỏ. Nhưng cái điểm chung chung nhất có thể thấy đó chính là tụi này đều xuất hiện ở những con đường đầu tiên của trò chơi. Điểm này thì không thể nào thay đổi rồi. Và thật ra thì có nhiều hơn 9 loài bò bản địa được giới thiệu trong 9 thế hệ. Có vài thế hệ thì giới thiệu cả 2 loài bò bản địa cùng một lúc cơ. Cho nên bảng xếp hạng này của chúng ta sẽ có khá nhiều đối thủ cạnh tranh nhau đó. Mà nghe cạnh tranh cho nó máu như tụi á thần thật ra chứ hệ bọ mà còn khởi đầu nữa thì hên xui lắm. Và đây chính là tín hiệu vũ trụ mà thần Arceus dù có đang hấp hối cũng đang muốn phát ra cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn đang chần chừ. Sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hàng tuần mà tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Bây giờ thì bắt đầu video thôi. Expect VPN là một ứng dụng cho phép bạn kết nối internet thông qua một mạng riêng ảo, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật khi bạn truy cập các trang web hoặc ứng dụng bị giới hạn truy cập ở một số quốc gia và khu vực nhất định. Nhưng hơn hết, mục tiêu của Expect nhắm tới đó chính là cải thiện tốc độ truy cập internet cho người dùng, giúp việc chơi game trở nên mượt mà hơn. Các máy chủ của Expect được đặt tại khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ. Khi bạn bật Expect lên, bạn sẽ được kết nối vào một mạng riêng tổng thể, không còn phải chờ đợi hay là bị giật lắc, hay là bị hạn chế nội dung tìm kiếm, giúp cho việc xem phim, chơi game, nghe nhạc trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, mà không cần phải lo đến việc bị hacker xâm nhập. Vì Expect là VPN duy nhất trên thế giới sử dụng các đường truyền riêng tư cho tất cả các khu vực bạn truy cập. Nếu bạn lăng tăng không biết chọn quốc gia nào để kết nối internet cho nhanh và lẹ, thì chế độ Smart Mode sẽ là giải pháp cho bạn. Chế độ này sẽ tự động tìm ra nguồn truy cập nhanh nhất và thuận tiện nhất, làm cho trải nghiệm lướt web của bạn với tốc độ nhanh chóng mặt, nhanh hơn và ổn định hơn rất nhiều. Với vô vàn lợi ích mang lại chỉ trong một cú chạm, link tải ứng dụng mình sẽ để ở phần bên dưới mô tả. Chúc các bạn sẽ có trải nghiệm chơi game và lướt web tuyệt vời với Expect. Trước tiên đi sâu vào hơn thì chúng ta cần nói qua lịch sử của tụi này một chút. Mục đích chính của những Pokemon hệ bọ khởi đầu là để cho người chơi thấy được quá trình tiến hóa diễn ra như thế nào. Caterpie, Weedle hay là Wurmple đều sẽ tiến hóa tới cấp cuối cùng ở cấp độ 10, chuyển từ ấu trùng thành nhộng rồi thành động vật chân đốt trưởng thành, giúp cho nhà huấn luyện có cái nhìn thoáng qua đầu tiên về cách mà các Pokemon thay đổi khi chúng lên cấp. Và đôi lúc như đã nói trên cũng sẽ có những ngoại lệ về tiến hóa. Nhưng tụi này có nhiệm vụ giúp người chơi ở những chặng đầu của cuộc hành trình mà có thể đắm tụi này để lấy kinh nghiệm, thu phục tụi nó rồi tiến hóa lên cấp cuối cùng một cách dễ dàng, hoặc là bơ đẹp tụi nó đi qua chỗ khác luôn. Do mang tính là hơi kiểu lót đường như vậy nên nói trắng ra sức mạnh của tụi này đa phần không có gì quá nổi trội. Tuy nhiên vẫn có những cái tên khá là xuất sắc trong hạng mục này, thậm chí là được đem đi đấu chuyên nghiệp luôn, chứ không chỉ dừng lại ở sân nhà hệ bọ nữa. Và một điều thú vị về thiết kế của tụi bọ vùng miền này, trong cùng một thế hệ đôi lúc sẽ có một con bọ vùng miền vẻ ngoài đáng yêu đi cùng với một con bọ vùng miền vẻ ngoài hung hăng, tạo nên một bộ đôi đối lập trong thế hệ đó. Cho nên cũng vì vậy, theo tôi tổng hợp được đã có tận 15 con bọ khởi đầu cho tổng cộng 9 vùng đất. Bây giờ thì vô hạng đầu tiên thôi. Mở đầu cho cái bản này chính là Beautifly rồi. Là dạng tiến hóa cuối cùng của Wurmple theo một cách ngẫu nhiên nào đó. Dù cho thiết kế tạo hình của nó khiến tôi rất thích và phần thể hiện chiếm spotlight trên phim, thì khi mà đem vô khuôn khổ sức mạnh của game, nó giống như là một trò đùa vậy đó. Song hệ bọ và bay là một song hệ khá khấm lọ, chưa từng có. Yên tâm là chúng ta sẽ còn gặp cái song hệ này tiếp trong phần sau của video, nên tôi chơi một lần luôn cho tiện, mấy lần sau khỏi nhắc lại chi cho đau khổ. Cái song hệ này khiến cho nó bị khắc chế bởi 5 hệ khác nhau, và trong đó thì hệ đá sẽ gấp 4 lần nỗi đau lên những Pokemon mang song hệ này. Mà như đã nói trong video về những Pokemon tốt nhất của hệ đá trước đó, có thể Pokemon hệ đá hơi ít gặp chút, nhưng những chiêu hệ đá là vô cùng phổ biến vì khả năng bao phủ hệ cực kỳ rộng, cho nên việc bị gấp 4 sát thương bởi hệ này là một điểm yếu không thể nào bỏ qua. Khả năng tấn công của song hệ cũng không quá cao, đâu đó khắc chế được chỉ có 5 hệ. Bọ vốn là hệ bị khắc chế sát thương rất nhiều, có chăng thì hệ bay vớt vát lại được một tí. Cộng thêm một điểm yếu không thể nào không kể đến của Beautifly, đó chính là chỉ số. Trời ơi, ta nói, tôi biết là mấy con Pokemon xuất hiện ở mấy con đường đầu tiên trong game thì rất khó mong đợi tụi nó trở nên mạnh mẽ, nhưng mà làm tới cái mức chỉ số như thế này thì có quá đáng lắm không? Nhưng cái tổng chỉ số của nó ai nghĩ nó là Pokemon đã tiến hóa lên cấp cuối cùng đâu. Cộng thêm cái điểm yếu về song hệ nữa thì coi như là xong đời rồi. Bộ chiêu tức là đặc tính của nó cũng chẳng có gì nổi trội. Đặc tính Rivalry sẽ tăng thêm 25% sát thương nếu đối thủ cùng giới tính với Pokemon. Quá nhiều luôn, tăng cực kỳ nhiều. Đặc tính có cũng như không luôn.
Tới đây thì chắc không cần nói thêm tại sao nó nằm ở chốt bảng rồi đâu ha. Ở hàng 14 thì đó sẽ là người anh em của Beautyfly, chính là Dustox. Đây cũng chính là ví dụ cho việc một Pokemon hệ bọ dễ thương sẽ song hành cùng một Pokemon bọ vùng miền hung hăng. Thế hệ 3 đã đem ý tưởng thiết kế này vô cùng một gia đình là Wompole luôn. Với Dustox thì tôi sẽ xếp hạng cao hơn Beautyfly vì ít ra song hệ của nó là độc và bọ cũng không quá tệ. Bị khắc chế bởi 4 hệ mà thôi. Dù cho có tổng chỉ số thấp hơn Beautyfly 10 điểm nhưng nó có khả năng trụ sân tốt hơn. Tuy đánh đấm có hơi tệ nhưng mà đặc tính nó quá tốt. Cả hai đặc tính của nó tốt gấp chục lần Beautyfly luôn. Shield Dust sẽ giúp cho Pokemon không nhận bất cứ hiệu ứng phụ nào từ các đòn đánh. Còn Compound Ice thì khiến cho Pokemon tăng thêm 30% khả năng đánh trúng. Chỉ có điều là nó không có chiêu nào quá giá trị để dùng đặc tính này. Có lẽ chiêu bụi độc, Poison Powder là chiêu tốt nhất có thể tận dụng. Nhưng mà theo vì dùng bụi độc, người ta dùng chiêu Toxic cho rồi. Cho nên ít ra thì còn đặc tính Shield Dust cùng với khả năng chống chịu đủ để quấy rối, cứu được Dustox. Chứ không mà nó đội sổ cái bảng này rồi. Thế là hai cái hạng cùi nhất đã có hai bé bọ cánh cho mấy bạn. Còn lại thì coi như yên tâm hen. Tới hạng 13 thì với tôi đó chính là Lydian. Xuất sắc lại là một chú bọ bay nữa ở những con đường khởi đầu của hành trình trên vùng Johto. Chỉ số của nó thì cũng xem Beautyfly và Dustox thôi. Nhưng cái làm nó đứng trên tụi này là ít ra nó có một bộ chiêu thức đủ đa dạng với các chiêu thức hỗ trợ. Thật ra thì mấy chiêu này toàn là mấy chiêu mạnh trong meta game hiện tại luôn á. Như là Tailwind nè, Encore, Light Screen, Reflect. Đặc tính Early Bird thì khiến cho Pokemon đang bị ngủ sẽ dậy sớm hơn. Hoặc là đặc tính Iron Fist tăng thêm 10% các đòn tấn công bằng nắm đấm. Mà đỉnh cái nữa là tấn công vật lý của nó chỉ có 35 mà thôi, như một trò hề. Rồi xong Game Freak nghĩ là tặng thêm cho nó một chiêu ưu tiên là Match Punch để tận dụng được đặc tính này là ok rồi đó. Còn lại thì nó toàn chiêu tấn công đặc biệt hết. Tôi nói sẽ dựng hời hợt đến thế là cùng. Được cái là cái thủ đặc biệt cùng với tốc độ của nó cũng khá đi. Cơ mà làm gì thêm được nữa khi mà thủ vật lý hay là tấn công đặc biệt cũng chỉ có 50 điểm mà thôi. Nó đứng cùng với hai bạn còn lại làm cái kiền ba chân nâng đỡ mấy bạn cao hơn là hợp lý rồi đó. Rồi, ta lại qua hạng 12. Mạnh ghép thứ tư trong bộ tứ trụ hạng bét đó chính là Krikerton, chứ bọ nhạc trưởng của vùng Sinnoh thế hệ 4. Mang đơn hệ bọ nên là nó cũng có khá ít điểm yếu hơn so với mấy song hệ còn lại. Cơ mà vẫn như tình trạng của ba đứa bạn của mình, Krikerton có một bộ chỉ số quá yếu ớt. Lý do mà tôi cho nó ở hạng cao hơn ba đứa kia là vì dù sao chỉ số của nó cũng được đặt đúng nơi đúng chỗ. Chỉ số cao nhất của nó là công vật lý 85 điểm. Còn các chỉ số còn lại được phân bố cho vai trò là một Pokemon tấn công vật lý với việc đầu tư vào tốc độ và sinh lực. Nhưng đây thì cũng chỉ là một Pokemon công vật lý pha ke được đặt trên mạng về mà thôi. Cơ mà phải nói là đặc tính của nó cùng với bộ chiêu thức nó có tính toán hơn ba đứa kia rất là nhiều. Technician sẽ tăng thêm 50% sức mạnh cho các chiêu thức có sát thương từ 60 trở xuống, khiến cho mấy chiêu mà nó học được nhìn thì tưởng không mạnh nhưng lại gây sát thương mạnh không tưởng. Ví dụ như là chiêu Fail Stinger có sát thương 50, với Technician sẽ tăng lên thành 75. Nếu mà chiêu này tấn công mà hạ được đối thủ thì sẽ tăng thêm 3 bậc chỉ số tấn công vật lý cho Pokemon. Nghe ghê ha. Ý là trên lý thuyết chiêu thức là vậy, chứ với công vật lý chỉ có 85 thì đây chỉ là ước mơ nhỏ bé mà thôi. Nhưng mà ít ra đặc tính cùng với bể chiêu thức và bộ chỉ số của nó cũng bổ trợ được cho nhau khá và cũng có ý đồ chứ không vô tri như ba đứa trước. Tôi nghĩ 4 Pokemon trên là 4 đứa được xây dựng vô tri và hời hợt nhất rồi đó. Bắt đầu vào những thứ hạng sâu hơn thì sẽ gặp được những Pokemon được xây dựng tốt hơn. Qua tới hạng 11, thành viên thứ 5 trong Ngũ Long Công Chúa đếm từ dưới đếm lên đó chính là Livani. Yeah, Livani và gia đình loài sâu lá này được giới thiệu vào thế hệ thứ 5 cùng với một loại bọ vùng miền khác là Scolipede. Một đứa thì dễ thương, một đứa thì dễ sợ. Trong đó thì Livani có kiểu tiến hóa cũng hơi khó một chút, đó chính là maximum chỉ số tình bạn thì nó mới tiến hóa tới cấp cuối cùng. Chắc nhờ việc tiến hóa hơi lắt léo như vậy mà nó có một tổng chỉ số khá là cao, 500, hơn hẳn rất nhiều những Pokemon bọ vùng miền khác. Và chỉ số của nó cũng khá ngon luôn, với 103 điểm công vật lý và 92 điểm ở tốc độ. Thấy là cũng ngon ăn rồi ha. Nhưng mà phải nói là nó sẽ rất khó để có thể có thứ hạng cao và sẽ rất lâu nếu không có sự thay đổi nào về hệ. Nói về điểm yếu khó thể thay đổi nhất của nó đi là song hệ. Trời đất ơi, mà cái song hệ mà dưới đáy của đáy xã hội luôn. Kháng thì được có 5 hệ thôi mà bị khắc chế bởi tận 6 hệ. Rồi lửa và bay lại gấp 4 lần sát thương lên nó. Thử hỏi sao một Pokemon có chỉ số phòng thủ tầm trung như Livani có thể sống nổi. Chưa kể là về đặc tính Chlorophyll tăng gấp đôi tốc độ trong trời nắng. Nghe thì hay đó, nhưng mà trong trời nắng cũng tăng thêm 50% sức mạnh cho các chiêu thức hệ lửa luôn. Rồi thì Livani cũng đâu học được những chiêu hệ đất nào để có thể kháng được hệ lửa như là Venusaur đâu. Kể ra thì không biết trong trời nắng ai là gà ai là thóc luôn đó. Rồi còn đặc tính Overcoat, miễn nhiễm các chiêu thức bào tử, rồi sát thương từ các thời tiết bão cát hay là mưa đá. Nhưng mà cha ơi cha,
bản thân hệ cỏ đã miễn nhiễm các chiêu bạo tử rồi. Thời tiết thì giờ chỉ còn có bão cát là cố máu được thôi. Cho cái đặc tính gì mà vô nghĩa hết sức. Không vì cái bộ chỉ số cao so với mặt bằng chung thì Liverny còn thấp hơn nữa đối với tôi. Thôi kệ mà làm thành viên thứ 5 của Ngũ Long Công Chúa rồi cũng vui rồi hen. Qua top 10 thôi. Và ở hạng 10, đối với tôi đó chính là Beedrill. Một con ong bọ vùng miền hung hăng, đối trọng với vẻ ngoài nhu mì của Butterfree. Nó mang song hệ là bọ và độc. Song hệ thì cũng không hiếm, nhưng nó hơn Dogstalk ở chỗ là ở mảng tấn công của nó không quá tệ. 90 là một con số cũng dịu dịu, kèm theo với đặc tính là Sniper. Đặc tính này sẽ tăng thêm 50% khả năng sát thương nếu đòn đánh đó gây ra sát thương chí mạng. Cho nên tính ra thì khả năng công phá của Beedrill cũng khá đáng sợ nếu nó được sử dụng chiêu Focus Energy, dùng để tăng thêm tỷ lệ ra đòn chí mạng, rồi cầm theo trang bị là Scope Lens để tăng thêm một bậc tỷ lệ ra đòn chí mạng nữa cho Pokemon. Kết hợp với đặc tính sẵn có thì lượng sát thương nó gây ra sẽ vô cùng khủng khiếp. Cơ mà đúng vậy, chỉ là lý thuyết mà thôi. Tổng chỉ số của nó chỉ có 395, thì nổi cái phòng thủ vật lý 40, cùng sinh lực chỉ có 65, rồi tốc độ chỉ là 75. Nếu không cho nó cầm theo trang bị Focus Sash để trụ sân trong một lượt, thì hơn 90% là nó chưa kịp múa chiêu nào đã bị đem lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết rồi. Tuy nhiên thì tôi cũng tuyên dương một chút vì nỗ lực làm mới Pokemon này. Game Freak đã cho nó mang theo dạng Mega mới, với khả năng tấn công khủng bố là 150, tốc độ là 145, ngang hàng với huyền thoại rồi đó. Thêm vào cái đặc tính Adaptability sẽ tăng gấp đôi sát thương của các chiêu thức Staff cùng hệ với Pokemon. Tuy nhiên thì thủ vật lý của nó và sinh lực của nó vẫn giữ nguyên, nên là, một hit thì nó vẫn có thể tiễn luôn đối thủ, nhưng một hit cũng có thể đủ để tiễn con Mega Beedrill này lên đường nhanh chóng. Cho nên tôi thấy nó mở màn top 10 này là đủ đẹp rồi đó. Ở hạng 9 thì hạng này sẽ là một Pokemon hệ bọ độc nữa, chính là Ariados. Cùng là một Pokemon bọ vùng miền với Lydian, nhưng loài này hung hăng hơn. Và Ariados đơn thuần chỉ là một loài nhện độc với thiết kế và màu sắc tôi khá khá là thích. Về mảng đặc tính thì nó cũng y chang với Beedrill luôn, với Sniper tăng thêm sát thương để đòn tấn công đó là chí mạng. Có điều tôi để Ariados cao hơn Beedrill một bậc là một vài lý do sau. Về mảng tấn công vật lý thì nó cũng ngang ngửa Beedrill là 90, nhưng nhìn thấy rõ là nó cứng cáp hơn Beedrill. Về mảng sinh lực hay là phòng thủ cũng không bị thọt ở mảng nào, ngang hàng nhau là 70 hết. Tuy tốc độ chỉ có 40 là rất thấp, nhưng thà thấp tè như vậy thì nó sẽ đánh rất nhanh trong trick room. Và chúng ta chỉ cần đầu tư về mảng sinh lực và phòng thủ cùng với tấn công cho nó tốt là được, không cần phải lăn tăn quá nhiều. Ngoài ra thì nó cũng có một bộ chiêu thức đa dạng và linh hoạt hơn, ví dụ như là chiêu ưu tiên Sucker Punch và Shadow Sneak. Có hai chiêu ưu tiên này là đỡ lo về phần tốc độ rồi đó. Nó cũng có chiêu Focus Energy để có thể tận dụng được đặc tính Sniper giống Beedrill luôn. Bên cạnh đó thì nó còn có những chiêu thức quấy rối và hỗ trợ đồng đội rất hiệu quả như là Sticky Web, giăng bẫy tơ làm giảm một bậc tốc độ cho đối thủ. Không thì nó cũng có chiêu độc quyền là Toxic Threat, vừa đầu độc đối phương vừa làm giảm một bậc tốc độ của họ xuống. Những công cụ này là những cái mà Beedrill hoàn toàn không có. Ngoài ra thì nó còn có những chiêu tấn công đa dạng phổ biến trên đấu trường hiện tại như là Knock Off, Leech Life và Foul Play, tha hồ cho các nhà huấn luyện tận dụng. Nói chung là Ariados sống sót tốt hơn, chiêu thức đa dạng hơn, lại phù hợp với nhiều đội hình hơn. Dù cho chỉ số của nó không quá cao thì với nhiều đây lợi ích, tôi cũng sẽ xếp nó ở hạng 9 này và cả hơn Beedrill. Ở hạng 8 thì tôi sẽ gọi tên Vespiquen của vùng Sinnoh. Được xem như là một loài bọ vùng miền song hành với lại Cricketune với vẻ ngoài hăm dọa hơn. Gia đình ông chúa này lại là một kiểu tiến hóa khá đặc biệt trong danh sách, khi mà chỉ có những con combi giống cái mới có thể tiến hóa thành ông chúa Vespiquen ở level 21. Song hệ bọ bay, ok chê, không có gì để nói nữa. Nhưng bù lại, nó hơn hẳn những con bọ bay khác về chỉ số. Khi mà có hai mảng phòng thủ đều là 102, cùng với sinh lực là 70, cũng tạm gọi là cứng cáp đi. Con chúa này hồi trước cũng có riêng ba chiêu độc quyền cho mình là Attack Order, với tấn công 90, kêu gọi đàn em tấn công dùm chị. Defend Order, kêu gọi đàn em giúp chị tăng thêm một bậc phòng thủ vật lý và phòng thủ đặc biệt. Và Healing Order, kêu gọi đàn em hồi 50% lượng máu cho chị. Nhưng có vẻ như Game Freak thấy chuyện hồi máu bằng ong hơi không khoa học, nên bỏ chiêu hồi máu này thay bằng chiêu Rush như bình thường. Còn đặc tính ngăn đối phương ăn quả mọng thì tôi thấy cũng không quá nhiều tác dụng nên không kể đến. Cơ mà đây cũng xem như là một bước tiến cho mấy đứa Pokemon mang hệ bọ bay, khi mà đã có một Pokemon có thể tăng được chống chịu và có thể hồi máu tốt. Mà đã là một Pokemon theo hướng chống chịu thì bộ chiêu thức của nó phải có nhiều chiêu quấy rối để tận dụng được khả năng chống chịu này thì mới có ý nghĩa, đúng không? Hơn là nó có những chiêu như là Taunt, Toxic hay là tăng thêm sát thương cho đồng minh bằng Helping Hand, rồi rải bẫy gai bẫy độc bằng Spice hay là Toxic Spice. Để mà nói thì Vespiquen trong khuôn khổ là một Pokemon song hệ bọ bay thì nó thuộc hàng tốt nhất. Nhưng mà cái nào cũng tàn tàn, chống chịu thì cũng vừa phải, chiêu thức quấy rối hay là đặc tính cũng không nổi trội.
thành ra ta sẽ rất ít khi thấy Vespi Queen được sử dụng, vì còn nhiều Pokemon chống chịu tốt hơn, làm được nhiều thứ hơn Vespi Queen có thể làm. Ngay cả trong cái bảng xếp hạng này, cũng có những con bọ vùng miền làm tốt hơn nó ở top đầu cơ, cho nên là tôi đành để nó ở hạng này vậy. Ở hạng 7, ở hạng này thì tôi sẽ nói đến một Pokemon vùng miền mới tân của vùng Paria, đó chính là Spidops. Loài bọ dệt tơ này thì có vẻ ngoài tôi vẫn chưa ngắm nổi, nhưng về sức mạnh thì ít ra và có thể tận dụng và khai thác được từ nó. Về mảng chỉ số thì ta có thể thấy, đây là một Pokemon khá thiên về mảng chống chịu, khi mà cả hai mảng chỉ số cao nhất của nó nằm ở mảng phòng thủ vật lý và thủ đặc biệt, lần lượt là 92 và 86. Chắc đây sẽ là đứa bọ vùng miền chống chịu khá nhất từ nãy tới giờ, dù cho thân hình của tụi nó trông không cứng cáp đến như vậy. Tốc độ 35 thì tuy là hơi thấp, nhưng như đã biết, đây là tốc độ tuyệt vời nhất nếu sử dụng trong Trick Room. Và điểm sáng mà tôi phải cho nó lên hạng này, chính xác là đặc tính Stay Cao. Nó cho phép Pokemon gây ra gấp đôi sát thương lên các Pokemon vừa mới đảo ra sân ở giữa trận đấu. Đồng nghĩa nếu đối thủ rút Pokemon về và đảo Pokemon mới ra sân, sát thương phải nhận của mấy Pokemon mới ra này là rất lớn. Đi kèm với đó là một bộ chiêu thức đa dạng không kém, đặc biệt là nó có chiêu First Impression, sát thương là 90 với độ ưu tiên cộng 2. Tuy nhiên thì nó chỉ đánh được một lượt trong mỗi lần ra sân gặp đối thủ mà thôi, giống như là hiệu ứng điều kiện của chiêu Fake Out gì đó. Tuy nhiên là sát thương mạnh hơn rất nhiều. Ngoài chiêu ưu tiên mạnh mẽ của hệ bọ thì nó còn có một chiêu thức ưu tiên khác là Sucker Punch của hệ bóng tối, gỡ bỏ phần nào nỗi lo về mảng tốc độ. Nó cũng là một trong số ít những Pokemon học được chiêu bẫy tơ Sticky Web hoặc là khống chế được tốc độ giống như Ariados bằng String Shot. Game Freak cũng ban cho nó một chiêu độc quyền mới là Shield Trap, vừa là tấm khiên bảo vệ, vừa giảm một bậc tốc độ nếu đối thủ tấn công trực tiếp và Spidops. Cho nên nếu so về mặt bằng của các Pokemon bỏ vùng miền thì Spidops được xây dựng có ý đồ và có nhiều công cụ hữu dụng hơn trong chiến đấu, chứ không quá hời hợt và vô tri. Tuy nhiên thì là vì tấn công vật lý của nó cũng không quá tốt, và đặc tính thì cũng sẽ có lợi hơn ở trong format đấu đơn, nơi mà các Pokemon đảo ra sân liên tục, chứ đấu đôi thì việc đảo ra sân cũng không quá nhiều lắm, nên tôi sẽ để nó ở hạng này mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ qua hạng 6, thì tôi sẽ để dành vị trí này cho Vivillon, song hệ bỏ bay. Hết cú, không có gì nói thêm. Bộ chỉ số của nó thì vừa thơm vừa khấm. Thơm là ở mạng tấn công đặc biệt và tốc độ tương đối, còn khấm là do nó mỏng như là một tờ giấy ăn bị thấm nước lâu ngày vậy đó, đụng cái là tan nát. Thành ra ở cái mảng này thì nó hơi thua thiệt so với những con Pokemon hệ bọ bay, đặc biệt là Vespi Queen. Nhưng cái khiến cho nó ở hạng này đối với tôi đó chính là bộ chiêu thức cùng với đặc tính mà nó có. Nó vừa có Shield Dust và Compound Eye, giống y chang Dustox luôn. Nhưng quan trọng là những chiêu thức đi kèm với đặc tính Compound Eye này mới là mấu chốt. Vivillon có thể ru ngủ bằng Sleep Powder với tỷ lệ cực kỳ cao, tê liệt đối thủ bằng Stun Spore, hoặc là tấn công đối thủ bằng chiêu thức Cuồng Phong Hurricane mà không cần lo bị trượt. Bên cạnh nó thì nó cũng có thể hỗ trợ tốc độ cho đồng minh bằng Tailwind, hồi máu cho đồng đội bằng Pollen Puff, hoặc là hút sát thương về phía mình bằng Rage Powder. Dù do việc hút sát thương này không hợp với nó vì nó hơi mỏng, nhưng mà hơi có lòng song pha cũng đáng ghi nhận. Chưa hết thì nó còn có một đặc tính hỗ trợ đồng đội cực kỳ tốt là Frengar, sẽ làm giảm 25% sát thương cho hai mảng vật lý và đặc biệt của đồng đội. Kết hợp với khả năng hút chiêu bằng Rage Powder thì sẽ có khả năng mở đường máu rất tốt cho đồng minh tấn công. Chung quy lại thì nó có hơi mỏng là điều không thể nào phủ nhận, nhưng mà chiêu thức và đặc tính của nó khá tốt và cực kỳ tốt so với những Pokemon hệ bọ khác. Nếu nó được tăng chỉ số cao lên nữa thì chắc chắn nó sẽ nằm trong top đầu của cái bảng xếp hạng này. Và giờ chúng ta qua đến top 5 Ngũ Long Công Chúa thật sự nè. Ở hạng mở đầu này thì chúng ta sẽ nhắc đến một Pokemon hệ bọ yêu thích của tôi, đó chính là Scolipede, cùng được giới thiệu chung với lại Livani. Tuy Scolipede có tổng chỉ số thấp hơn là 485, nhưng mà nó được phân bổ hợp lý hơn hẳn. Trong đó thì nổi bật nhất là tốc độ 112. Thật sự thì đây là một trong những Pokemon bỏ vùng miền có thiết kế đồ sộ nhất và cũng là Pokemon có tốc độ nhanh nhất. Vì sao tôi dám khẳng định như vậy? Vì nó có đặc tính Speed Boost, sẽ tăng thêm một bậc tốc độ cho Pokemon sau cuối mở lượt. Trong lượt đầu tiên, chỉ cần bảo vệ cho nó, chờ đặc tính Speed Boost kích hoạt thì Scolipede dường như đã nhanh hơn phần lớn các Pokemon hệ bọ trong cái bảng này. Song hệ bọ độc thì cũng ổn, giống trường hợp của Dustox, nhưng chỉ số của nó cứng cáp hơn rất nhiều, đánh cũng đau hơn. Công vật lý là 100 thì cũng sẽ có ích khi sử dụng chiêu rải đó Rock Slide cùng với tốc độ cao có sẵn, sẽ có khả năng khống chế và quấy rối được trong rất nhiều trường hợp. Ngoài ra thì nó còn học được chiêu Short Dance nữa. Với cái tốc độ này cùng với một lần múa kiếm thì coi như nó sẽ trở thành một sweeper thứ thiệt mà không cần tốn quá nhiều công sức để set up. Chỉ có điều một chút, sinh lực và trụ sân của nó cũng không vững lắm. Đây là điểm chung cố hữu của những Pokemon chuyên tấn công rồi, nên tôi sẽ cho nó ở hạng 6 này. Chứ thật lòng mà nói thì tôi thấy Scolipede là một Pokemon bọ vùng miền xứng đáng để bắt và huấn luyện nhất trong cả việc đi game hay là tìm kiếm một Pokemon hệ bọ để đáng xài trong VGC.
Ở hạng 4, không biết là tôi có thiên vị hay không, nhưng tôi thấy Butterfree xứng đáng ở cái hạng cao cao này nha. Dù cho nó được giới thiệu ở thế hệ đầu tiên cùng với lại Beedrill, nhưng so về độ hữu dụng thì tôi thấy nó tốt hơn rất nhiều. Đồng ý lại là song hệ bò bay, quá quen rồi, không chê thêm điểm nào được nữa. Nhưng bên cạnh đó nó có đặc tính Compound Eye và Thin Lens luôn, hai trong những đặc tính mạnh nhất của hệ bọ nằm trong cùng một con bướm vùng miền nhỏ bé này. Bộ chiêu thức và chỉ số của nó cũng hỗ trợ rất tốt trong việc tận dụng được cả hai đặc tính này luôn. Tinted Lens là đặc tính dùng cho việc tấn công, nên khả năng tấn công đặc biệt 90 cùng với các chiêu thức tấn công cũng khá mạnh như là Bug Burst, Air Slash, Energy Ball, Shadow Ball và Psychic sẽ là vô cùng hữu dụng. Nhưng mà thường thì Butterfree sẽ không dùng nhiều đặc tính này, mà Compound Eyes chính là đặc tính giúp cho nó tỏa sáng. Nhờ tăng thêm 30% tỷ lệ đánh trúng mà nó có thể dùng được các chiêu ru ngủ là Sleep Powder, Sun Spore, Poison Powder giúp quấy rối đối thủ, hỗ trợ đồng minh tấn công, hút máu sát thương về phía mình bằng Rage Powder và hồi máu bằng chiêu Roost. Gia khá khá xem xem như là những gì Vivillon làm được, nhưng bộ chỉ số của nó thì vững vàng hơn hẳn. Ngoài ra thì nó còn học được chiêu múa tăng sức mạnh nổi tiếng của hệ bọ là Quiver Dance. Nhờ đó mà nó có thể vừa khống chế đối thủ, nhưng cơ hội gia tăng sức mạnh cho bản thân và kết hợp với đồng đội hạ cục đối phương. Nhờ vào bộ chiêu thức khá là phong phú và đa dạng, cùng với đặc tính mạnh mà Butterfree cũng đã được đem đi thi đấu ở một số đội hình của Gen 8. Công lao lớn nhất một phần là nhờ vào dạng Gigantamax và chiêu thức độc quyền có thể gây ra tê liệt, trúng độc hoặc là buồn ngủ cho tất cả các Pokemon của đối phương. Có thể nói con bướm này là một đồng đội hỗ trợ quấy rối cực kỳ khó chịu, dù cho bộ chỉ số của nó cũng không quá nổi trội, thành ra tôi cũng mạnh dạn cho nó ở hạng 4 này. Và bắt đầu top 3 lá lộ diện. Tuy là tôi khá phân vân, nhưng tôi quyết định sẽ sắp Low Kicks vào hạng này. Nãy giờ thì mới thấy một con bọ vùng miền không phải là mang thêm hệ bọ bay hay là bọ độc, mà giờ đây là song hệ bọ bóng tối. Thẳng thắn mà nói thì bộ chỉ số của Low Kicks không quá tốt đâu. Đồng ý, công vật lý của nó là 102 cùng với tốc độ 92. Cái chỉ số này quen quen ha, nó xem chỉ số với lại Livani trước đó luôn. Nhưng tại sao Low Kicks dù cho nó có thọt ở mạng thu đặc biệt chỉ có 55 thì tôi vẫn xếp cho nó ở thứ hạng cao vượt bậc so với lại Livani trước đó. Ngoài song hệ tốt thì còn lý do nào không? Đương nhiên là có rồi, đó chính là mảng đặc tính. Với Tinted Lens là một đặc tính vô cùng tốt khi cho phép nó gấp đôi sát thương nếu dùng những chiêu không hiệu quả đánh lên đối thủ. Ví dụ cho dễ hiểu thì dùng chiêu hệ lửa mà đánh Pokemon hệ nước, thay vì bị giảm 50% sát thương thì sát thương bây giờ sẽ tăng lên gấp đôi. Nhờ đó mà chiêu thức nào được tung ra từ Low Kicks cũng gây sát thương cực kỳ lớn, kể cả phía trước là Pokemon khắc chế nó đi chăng nữa. Đương nhiên là bọ và bóng tối là hai hệ không bị vô hiệu hóa bởi bất cứ hệ nào, nên Pokemon nào Low Kicks cũng có thể đánh được. Giờ đây thì nó có luôn hai chiêu tấn công ưu tiên được cộng dồn stab cả hai hệ bóng tối và bọ là First Impression và Sucker Punch. Cả hai chiêu trên đều khá nổi tiếng. Nhờ thêm hiệu ứng từ đặc tính Tinted Lens nữa thì khả năng hút máu của nó là hoàn toàn uy tín. Cho nên về mảng tấn công thì tôi khá là tự tin khi nói rằng Low Kicks là Pokemon bọ vùng miền có đầu ra sát thương cao nhất trong cái bảng này. Chi tiết là da nó hơi mỏng, thành ra hơi khó để quyết định dồn sát thương cho nó khi cầm trang bị Choice Band hay là vẫn chưa được sống cho nó bằng trang bị Focus Sash. Vì vậy tôi sẽ để cho nó ở vị trí danh dự ở giữa này mà thôi. Và chúng ta đã qua đến Á quân. Và tôi sẽ hát lên thật to cái tên của Oppido, Pokemon bọ mà chúng ta sớm gặp ở những cung đường trên chuyến hành trình ở vùng Gala. Và phải nói đây chính là con bọ vùng miền có bộ chỉ số cao nhất khi tiến hóa ở cấp cuối cùng. Bộ chỉ số của Oppido cũng được phân bố cực kỳ hợp lý và phù hợp cho vai trò là một Pokemon hệ bọ cực kỳ tốt ở màn chống chịu. Hiếm có một Pokemon hệ bọ nào mà cả thủ vật lý và thủ đặc biệt đều từ 110 trở lên. Xét rộng ra thì khó mà kiếm được, à như trừ Sokko ra hen. Nhưng Oppido nhờ mang theo song hệ là bọ và siêu linh nên nó cũng có những chiêu quấy rối hỗ trợ và tấn công cực kỳ tốt của hệ này luôn. Nhờ đó mà khả năng chống chịu của nó càng có giá trị hơn nữa. Ta có thể cho nó đảm nhiệm vai trò dựng tường bảo vệ ở cả hai mảng phòng thủ bằng Reflect và Light Screen nè. Có thể cho nó set up Trick Room để đảo chiều tốc độ nè. Nó cũng có thể tận dụng được chỉ số phòng thủ vật lý cao của mình để tấn công bằng Kill Body Press nè, hồi máu bằng Recover, hoán đổi đặc tính cho đối thủ bằng Skill Swap, tăng thêm tỷ lệ đánh trúng bằng môi trường động lực Gravity, rồi sau đó ru ngủ đối thủ bằng Hypnosis, tăng thêm sát thương cho đồng đội gây ra bằng Helping Hand và rất nhiều chiến thuật bạn có thể lựa chọn cho Oppido để hỗ trợ bạn đi đến chiến thắng. Một lần nữa thì hiếm có Pokemon hệ bọ nào mà có thể đủ bộ chiêu thức hỗ trợ đa dạng và sức chống chịu lại còn tốt như là Oppido, nên sẽ không lạ gì mà tôi xếp nó ở hạng này đâu ha. Và vị trí quán quân đã lộ diện, đó chính là gia đình của Vikavolt. Và đây cũng là một gia đình hệ bọ vùng miền hiếm hoi mà có cả cấp 2 và cấp 3 đều rất đáng sử dụng trong từng trường hợp khác nhau. Trước hết, đây là một loài bọ vùng miền duy nhất mang song hệ cực kỳ tốt, đó chính là bọ và điện.
khiến cho gia đình này chỉ có hai điểm yếu là lửa và đá. Kháng được sát thương từ bốn hệ khác, một điểm cộng vô cùng lớn về mặt phòng thủ. Nếu bạn đã xem qua team full hệ điện mà tôi đem đi đánh răng, thì cũng có để ý là Charizard, dạng cấp 2 của Vikavolt, là một Pokemon hỗ trợ gây sát thương tuyệt vời. Với đặc tính chỉ có một mình nó có là Battery, giúp gia tăng thêm 30% sát thương những chiêu thức tấn công đặc biệt mà đồng minh gây ra, khiến cho đầu ra sát thương của những Pokemon theo hướng đặc biệt của đội nhà được cường hóa hơn nữa. Về mạng chống chịu thì Charizard coi như là tuyệt vời luôn. Có thể nói nếu nó cầm theo trang bị Eviolite thì đây sẽ là một Pokemon bỏ vùng miền chống chịu tốt nhất. Lý do là vì nó chưa tiến hóa lên cấp cuối cùng, cho nên trang bị này sẽ tăng thêm 50% hai chỉ số phòng thủ vật lý và thủ đặc biệt cho Pokemon. Giờ đây thì rất khó để có thể hạ gục được Charizard, và nó cũng sẽ đứng trụ ở đó, vừa quấy rối bằng các chiêu giảm tốc độ như là String Shot, hay là giảm công vật lý của đối thủ bằng chiêu lân, vừa để tăng sức mạnh cho đồng đội, khiến cho đối thủ lên bảng điểm số một cách nhanh chóng. Đó là về cấp 2. Còn về cấp tiến hóa cuối cùng thì ta sẽ có Vikavolt với chỉ số tấn công đặc biệt cao ngất ngưỡng là 145, cao nhất trong các Pokemon hệ bọ nói chung, đương nhiên cao hơn cả Volcarona nữa. Bù lại thì tốc độ của nó cũng chỉ có 43 mà thôi. Nhưng như mọi Pokemon tốc độ thấp khác, đây sẽ là chỉ số tốc độ lý tưởng trong Spectrum. Về đặc tính thì tôi thấy nó cũng không quá nổi bật. Tuy nhiên thì Levitate sẽ vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công hệ đất, giúp cho Vikavolt tăng thêm khả năng sống sót. Còn về mảng chiêu thức thì Pokemon này cũng bao la bát ngát những chiêu tấn công như là Bug Burst, Thunderbolt, Air Slash, Flash Cannon hay là Discharge và Volt Switch. Nhờ đó thì nó là một trong những Pokemon hệ bọt khởi đầu hiếm hoi được đặt chân trong đấu trường chuyên nghiệp khi mà mới ra mắt vào thế hệ 7. Kể ra thì nếu đem hai đứa cấp 2 và cấp 3 này đi đánh chung một đội thì sát thương đầu ra và khả năng chống chịu của tụi nó cũng hết đứt chấm luôn đó. Để mà nói thì vì có cấp tiến hóa tốt và bộ chỉ số phân bố hợp lý nên vị trí của Vikavolt so với mấy Pokemon hệ bọ vùng miền khác đối với tôi mới cao đến vậy. Nhưng thật ra dạng cấp 3 của nó có hơi hạn chế về các chiêu thức setup sức mạnh như là Trick Room hay là Calm Mind chẳng hạn. Nếu nó có những chiêu hỗ trợ như thế này thì chắc chắn thứ hạng của Vikavolt không chỉ xét riêng ở khuôn khổ hệ bọ vùng miền mà còn ở những format khác sẽ cao hơn nữa. Và thế là tôi cũng đã đi qua hết top 15 Pokemon hệ bọ vùng miền. Và theo các bạn, vị trí trong top này có cần thay đổi gì hay không? Và quan điểm của các bạn, đâu là Pokemon hệ bọ vùng miền tốt nhất thì cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau.